Quý vị và các bạn trong chương trình Bí quyết khỏe và đẹp, chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang, tạm biệt tàn nhan xua tan vết nám. Và xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn, vị khách mời sẽ đồng hành cùng chúng ta, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề được rất nhiều các chị em quan tâm, đó chính là giải pháp điều trị nám da an toàn. Xin chào chương trình, tôi năm nay 28 tuổi và tôi đã có một em bé được 3 tuổi. Từ sau khi sinh em bé thì tôi nhận thấy làn da của mình có sự thay đổi rõ rệt, da sạm hơn, khô hơn và đặc biệt là có sự hình thành và xuất hiện của những vết nám đốm nhỏ. Tôi rất buồn và lo lắng. Tôi thấy khá nhiều chị em gặp phải một số những sự cố khi điều trị nám da hiện nay, như là da bị sưng tấy khi sử dụng các cái công nghệ có tần số cao, hay là da bị dị ứng khi sử dụng những mỹ phẩm không phù hợp, hay là da bị sạm đen do sử dụng phương pháp tẩy trắng da quá mức. Và tôi khuyên ở độ tuổi của tôi thì nám da mới chỉ hình thành từ sau khi sinh con. Vì vậy phương pháp điều trị từ bên trong bằng thảo dược kết hợp với thoa kem có thành phần tự nhiên, sử dụng kiên trì trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm sẽ cho một làn da như mong muốn, tránh được những tác dụng phụ không như mong muốn. Không biết những điều bạn tôi khuyên như vậy thì có đúng không và có phù hợp với làn da của tôi hiện nay hay không. Rất mong được bác sĩ vào chương trình tư vấn. Tôi xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Chúng ta cũng nhận thấy là nhân vật đang rất lo lắng về tình trạng nám da của mình và nhân vật đang chờ đợi lời khuyên từ bác sĩ. Xin mời bác sĩ ạ. Trong clip vừa rồi cũng có một cái sự may mắn, có người bạn khuyên cũng tương đối hiểu biết về cái vấn đề này. Vâng, thế tuy nhiên thì cái sự lo lắng là ở người phụ nữ sau sinh mà bạn mới có 28 tuổi mà đã xuất hiện những các cái hiện tượng là trên da như là vết nám rồi và vết sạm, vết nám như thế thì bạn lo lắng là đúng thôi. Thế phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp, thế muốn đẹp thì phải đi điều trị, đi chạy chữa. Vậy bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn về phương pháp điều trị nám da từ bên trong để khán giả có thể hình dung được rõ hơn về phương pháp này ạ? Chúng ta xác định được cái nám xuất hiện nguyên nhân do từ bên trong cơ thể á, là do nội tiết tố nữ là mất cân bằng. Còn cái cơ quan nội tiết tố của phụ nữ á, là sản sinh ra cái estrogen bị suy giảm á, thì chúng ta không còn phương pháp nào hơn đấy là chúng ta phải bổ sung cái lượng estrogen cho đủ thì mới có thể ngăn ngừa được cái sự tăng sản xuất cái yếu tố melanin mà yếu tố gây sạm da. Để xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Thị Hằng là giải pháp nào để điều trị nám da vừa an toàn lại hiệu quả? An toàn đây ta muốn nói rằng là khi trong quá trình điều trị không để xảy ra những các cái tác dụng có hại cho cơ thể. Tôi nói ví dụ như là điều trị nám chẳng hạn. An toàn tức là không gây kích ứng cho da, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không làm cho các cái tổn thương đó nó lan rộng hơn. Vậy những thành phần thiên nhiên nào có tác dụng tốt trong việc điều trị nám da? Vậy thì để mà chúng ta chọn cái phương pháp mà có tác dụng điều trị hiệu quả mà lại an toàn nữa thì không còn cái giải pháp nào hơn, đấy là chúng ta phải lựa chọn những các cái loại thuốc cũng như là các cái loại sản phẩm để uống, để bôi có nguồn gốc từ thảo dược. Và những các cái thảo dược đó người ta đã nghiên cứu là nó không có độc tính thì nó sẽ mang lại sự an toàn và hiệu quả thôi. Quý vị và các bạn, với những ưu điểm vượt trội của những thành phần đến từ thiên nhiên mà nhiều người đã lựa chọn trong việc chăm sóc da cũng như là điều trị nám, ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những chia sẻ của những người đẹp và người nổi tiếng. Cũng đã được mọi người tư vấn rất nhiều về sản phẩm Sắc Ngọc Khang và có thể sắp tới Huyền sẽ sử dụng sản phẩm này. Nhưng với gia đình Huyền thì các cô và bản thân mẹ Huyền cũng đã từng sử dụng sản phẩm Sắc Ngọc Khang và Huyền cảm thấy mọi người cũng rất hài lòng với Sắc Ngọc Khang. Nhưng hàng đọc và nghiên cứu thì hàng thấy cái Sắc Ngọc Khang ấy là người ta triệt từ gốc. Còn những ai mà đã có dấu hiệu nám tàn nhang rồi thì nó sẽ làm mờ dần đi và nó giữ không cho phát triển nữa. Nhưng mà sau khi mình sinh xong và mình vẫn sử dụng thì mình bắt đầu mình thấy nó, cái vết nám đúng là nó mờ dần. Nó mờ dần hết dần và bây giờ nó chỉ gọi là một chút thôi thì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Thưa bác sĩ, qua đoạn phóng sự vừa rồi thì Ngọc Trang cũng thấy là nhiều người đẹp họ đã chia sẻ bí quyết của mình, đó chính là sử dụng viên uống Sắc Ngọc Khang. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn tác dụng cũng như là thành phần của viên uống này?
Tôi thì tôi biết cái viên sắc ngọc khang này rồi, và ngoài cái viên uống nó còn có cả kem bôi, tôi có biết. Vâng ạ, trên thị trường hiện nay cũng rất là phổ biến và tôi cũng thấy mọi người kháo nhau sử dụng rất là tốt. Thế tôi cũng đi tìm hiểu cái thành phần của cái viên sắc ngọc khang á, thì nó có cái sự kết hợp rất là hoàn hảo với các cái vị thuốc mà có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó là có cái tinh chất của mầm đậu tương. Thầy nói là một để mà chị em phụ nữ dùng tin dùng rất hiệu quả và rất an toàn, để có cái công dụng là tăng cường cái nội tiết tố nữ tự nhiên, cái nội tiết tố tự nhiên cho phụ nữ đó. Vâng ạ. Cái thứ hai là khi mà bổ sung đầy đủ được cái nội tiết tố nữ này thì cái sự hạn chế sản xuất ra cái melanin thì nó sẽ được giảm đi. Cái thứ hai là nó cũng chống oxy hóa. Bởi vì trong cái tinh chất mầm đậu tương này nó còn có vitamin E. Ngoài ra cái sự kết hợp của cái tinh chất mầm đậu tương này với các cái thành phần khác như astaxanthin như người ta nói, cũng như là nhung hiêu, L-cysteine thì đều là có tác dụng là chống oxy hóa rất là tốt, phải không ạ? Rồi thì kết hợp với những các cái vị thuốc mà có cái tác dụng là tăng cường cái tuần hoàn ngoại vi á, bổ huyết tăng cường ngoại vi thì rất là hiệu quả trong cái vấn đề là để điều trị cái nám mà do cái nội tiết tố suy giảm. Ngoài ra thì nguyên tắc chúng ta vẫn phải nói về cái nguyên tắc điều trị. Ngoài ra đó là trong uống ngoài bôi thì cái bôi viên tôi thấy là cái bôi sắc ngọc khang cũng rất là tốt, bởi vì cái thành phần kết hợp của cái kem bôi đấy là gì, là cái dịch chiết xuất từ hoa anh đào á, thì nó có tác dụng là tái tạo cái sợi collagen cũng rất là tốt. Vâng. Và nó chống lại oxy hóa, kết hợp với cái tinh chất của hoa súng là cái vị mà cái tinh chất mà nó có cái tác dụng giữ ẩm này, chống oxy hóa bôi ngoài thì nó sẽ rất là tốt. Quý vị và các bạn thân mến, để hiểu rõ hơn về viên uống sắc ngọc khang, mời quý vị hãy cùng theo dõi clip ngay sau đây. Có rất nhiều nguyên nhân khiến chị em bị nám da, sạm da, tàn nhang, như tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời, thay đổi nội tiết tố của cơ thể, do di truyền, do sự lão hóa da. Tất cả các nguyên nhân trên đều dẫn đến đặc điểm chung là gia tăng hắc sắc tố melanin ở da. Theo các chuyên gia, việc điều trị nám tàn nhang kết hợp nhiều yếu tố, trong đó có điều trị bên ngoài và điều trị từ bên trong. Hiện nay, chị em phụ nữ thường lựa chọn sắc ngọc khang để loại bỏ nám da, sạm da, tàn nhang. Sở dĩ sắc ngọc khang có tác dụng tốt là bởi các thành phần có trong sắc ngọc khang. Viên uống sắc ngọc khang có thành phần thảo dược quý như tinh chất mầm đậu tương, tinh chất nhung hiêu, quy dâu, ngưu tất, thục địa, ích mẫu, dầu gốc, L-cysteine. Đặc biệt, viên uống sắc ngọc khang mới bổ sung thêm thành phần astaxanthin từ vi thảo lục Nhật Bản, được chứng minh có tác dụng chống lão hóa gấp 550 vitamin E, gấp 6.000 lần vitamin C. Sắc ngọc khang giúp loại bỏ nám da, tàn nhang, làm mờ vết nám, cho làn da sáng mịn màng, tươi trẻ, là sản phẩm được các chuyên gia da liễu hàng đầu khuyên dùng. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Hằng đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Sắc Ngọc Khang, tạm biệt tàn nhang xua tan vết nám đã tài trợ cho chương trình lần này. Và tuần sau chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chủ đề trị nám da tận gốc được hay không? Mời quý vị và các bạn hãy nhớ xem và theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bí Quyết Khỏe Và Đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.